Về ngập lối như lối như anh em nhé, về này về thêm 6 kiện nữa nhé, 6 kiện nữa. Từ nãy giờ anh em mới bóc được 3 kiện, 4 kiện nữa chưa bóc. Thì tiện đây em xin giới thiệu cho anh em một cái đôi giày nhé. Mã giày này thì anh em hình như cũng biết nhiều rồi. Mã này thì anh em biết rồi. Mã này thì siêu êm này, như em giới thiệu rồi. Xem cái mã Adidas này. Đây, cái mã này thì đang làm hot tại thị trường. Mẫu hơi đẹp, cái ánh xanh rêu. Mã là S34983. Còn cái dòng cái mã này cái tên của nó nhưng mà em không biết tiếng Anh, không đọc được. Mã giày là F34983. Đây là em nói nhé, quá đẹp luôn ạ. Lịch lãm. Anh em quan tâm các sản phẩm săn sale và hàng sẵn thì bên em thì có thể liên hệ với em nhé. Link em để dưới video. Và bên em nhận các sản phẩm về săn sale về các hàng chính hãng Denim Anta và Adidas 361 Puma. Đấy. Mà anh em kết nối nha. Hàng sẵn bên em cũng rất nhiều. Anh em quan tâm về các quần áo thể thao, quần áo thu đông, gió, giày dép, mũ nón, bên em cái mặt hàng nào cũng có nha. Anh em hãy kết nối để anh em có thể chọn lựa những cái sản phẩm ưng ý nhất và em sẽ có thể hỗ trợ anh em tận răng luôn. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Chúc anh em một ngày tốt lành. Anh em liên hệ ở với link ở video em để dưới video nha.